Cơn mưa lớn trong đêm ngày 6 đến sáng ngày 7 tháng 6 khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư ở thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La ngập sâu, xe cộ lội bị bỏm trong nước. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng nay 7 tháng 6, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như Sơn La, Tân Lạc, Hòa Bình, Mai Châu, Hòa Bình, Kim Bản, Hà Nam, Quang Hóa, Thanh Hóa. Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường tại thành phố Sơn La chìm trong biển nước nhiều tuyến đường khác ủng tắc nghiêm trọng. Mưa lớn kéo dài, mực nước dâng cao khiến nhiều ô tô chết máy, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, cảnh sát giao thông và công an thành phố Sơn La đã được huy động để cứu hộ. Mưa lớn khiến khu vực bản phiên ngùa, xã Triền Sơn, thành phố Sơn La ngập sâu. Phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh Sơn La đã huy động 4 xe trung đội và 50 cán bộ chiến sĩ phối hợp với lực lượng quân đội và cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn nhanh chóng xuống bản phiên ngùa hỗ trợ các gia đình sơ tán người và di chuyển đồ đạc gia súc gia cầm ra khỏi vùng ngập lụt đại diện ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh sơn la cho biết đơn vị đang phối hợp cùng thành phố sơn la khắc phục hậu quả thống kê thiệt hại do mưa lớn ngập lụt gây ra